Bởi vì thưa đại chúng, con người chúng ta hàng ngày khổ là khổ cái gì? Khổ gì mới nhiều nhất? Khổ tâm. Chứ ít có ai nó khổ thân. Khổ thân đây nghĩa là cái khổ nó gá lên cái thân tôi. Tôi khổ quá trời. Có nhiều người nói trời ơi khổ thân tôi. Không phải là tôi đau răng đau cẳng gì đâu, mà cái khổ nó đang nương vô cái thân này. Cho nên ngày xưa Khổng Tử cũng nói ngô hữu đại hoạn, viện ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Ta có cái khổ là bởi vì ta có thân. Nếu không có cái thân, khổ nương vào đâu mà có? Ví dụ như bây giờ con nó làm khổ mình, thấy không? Tại vì mình còn cái thân, mình còn cảm giác, cho nên nó đối xử không tốt với mình cái mình buồn. Rồi bà bạn kia bữa nay nói xấu mình, nghe được cái mình cũng buồn. Cho nên ta có cái khổ vì ta có cái thân. Nếu ta không có cái thân, khổ làm sao mà nương vô nó có? Cho nên mình hay than khổ thân, mà thật sự không phải khổ thân đâu, khổ cái tâm. Vì chính vì khổ cái tâm. Vì sao? Vì cái tâm mình nó chưa nhận diện tất cả các pháp như là. Thí dụ như cuộc đời là vô thường. Nếu mình nhận cuộc đời là vô thường thì mình giảm khổ. Còn nếu mình không chấp nhận vô thường, nay đau mai mạnh, nay vui mai buồn, vân vân, thì mình khổ. Khổ là do mình không chấp nhận sự thật, cho nên nó khổ. Ví dụ như giờ vị nào mà ngồi ở ngoài sân á, tuy hơi lạnh nhưng mà được ngồi ghế, phải không? Rồi người nào mà ngồi ở trong này á, tuy ấm áp nhưng mà đau chân. Thì mình phải nhớ rằng ở đời á, không có cái gì mà nó hoàn hảo hết á. Hễ được cái này thì phải giảm cái khác. Hồi sáng có một cô vô gặp Pháp Hòa mới nói, con nhớ có lần con hỏi thầy tu tại gia hay là tu xuất gia. Pháp Hòa nói cái nào nó cũng có cái của nó. Mình ở đứng, mình đứng ngoài cái lu, mình lăn cái lu nó dễ. Mình ở trong cái lu thì mình lăn cái lu nó khó. Người tại gia mình có thể làm cái việc phụng sự chúng sanh, có đôi lúc nó dễ hơn người xuất gia. Tại có những người vị, có những việc người xuất gia không làm được mà người tại gia mình làm được. Nhưng đứng ở trên phương diện độ sanh, người xuất gia làm dễ hơn mình. Tại vì sao? Tại vì có thời giờ. Mà hơn nữa, nói thù thắng, thì khi mình đi xuất gia rồi thì có những cái nó sẽ giảm. Ví dụ hồi đó mình chưa đi tu, tuần nào bạn cũng rủ đi ăn, đi chơi, nhậu. Một khi mình cạo đầu rồi ai dám gọi vô chùa đi, chị rảnh không? Đi ăn tiệc chứ thôi. Tự động mình không cần nói, người ta cũng sẽ giảm cái đó cho mình. Tại vì người ta biết bây giờ mình là người xuất gia, thì cái đó tự nó giảm thôi. Mà hãy giảm cái đó rồi thì nó gần với cái gì? Nó gần cái thiện. Mình không có phải đi chơi, đi ăn, xã giao với bạn, thì mình có thời gian để mình đọc kinh, nghiên cứu nhiều hơn. Rồi, như vậy thì khi chúng ta gần cái này thì chúng ta sẽ được giảm cái khác. Ví dụ hôm nay đại chúng về chùa tu một ngày, thì quý vị một ngày ở trong chùa, quý vị gần chùa, quý vị nghe pháp, quý vị tu tập, thì chúng ta sẽ được cơ hội giảm những cái không cần thiết. Cho nên khóa tu á, cái chữ khóa đó, thật ra tu không có khóa gì hết trơn. Tu mà làm gì có khóa? Không lẽ bữa nay hai vô hai ngày tu, một khóa hai ngày về nghỉ tu sao? Cho nên tu không có khóa. Nhưng mà phải nói chữ khóa để làm gì? Để chúng ta nhận diện sự ngắn hạn của nó, mà chúng ta hết lòng thực tập, enjoy, tận hưởng những giây phút chúng ta có được trong một khoảng thời gian này. Vậy thì cái khóa tu này là hai ngày là nói rộng, đây là đại khóa. Còn 9 giờ nghe pháp, 11 giờ tụng kinh, 12 giờ ăn trưa, đó là tiểu khóa. Trong cái khóa tu lớn hai ngày, nó có những cái khóa, thời khóa nhỏ nhỏ. Cho nên thường thường chùa ta kêu, hôm nay chùa có thời khóa không? Nghĩa là bao nhiêu
cái chương trình của cái ngày hôm đó. Vậy thì thưa đại chúng, chúng ta có một danh từ gọi là trường tu. Trường tu là gì? Tu mãi, tu hoài, không phải chỉ tu một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng để gọi là khóa tu. Nhưng mà bây giờ nếu nói không có khóa tu thì coi như là mình gì? Vô khóa. Mà không có khóa là tự do. Cho nên đặt ra một khóa tu ngắn hạn để chúng ta cảm thấy đó là một tiện. Ồ thôi, mấy năm rồi mình không có được dự hai ngày tu, thôi năm nay mình tranh thủ mình dự hai ngày. Đỡ không? Hai ngày đỡ lắm. Nhiều khi nghe pháp mà thấm về sống được năm. Sống thì không phải là còn sống, mà mình ứng dụng, mình vui vẻ được. Cho nên cái tu của chúng ta là tu mãi, tu hoài, nhưng mà vô một khóa để tiếp nhận, rồi về có cái trường tu. Mà tu mà hôm nay ngồi ngoài sân tuy hơi lạnh cũng được, ngồi trong này tôi hơi ấm mà đau chân cũng được. Có một cái đặc biệt nữa là chút xíu nữa trưa ăn không cần làm gì hết, cứ ngồi chỗ thức ăn đó. Đó là hình ảnh của cõi cực lạc. Cực lạc, cõi cực lạc sống là gì? Ăn không cần phải lo, tới giờ ăn là cơm nước chạy tới. Lát quý vị sẽ được hưởng thế nào là cực lạc. Rồi ăn xong khỏi rửa, khỏi lao nhọc lòng. Ăn xong có người cầm cái bao đi, chị cho em xin cái hộp. Cực lạc cái chứ gì nữa. Mà nếu như mà mình không hưởng được cái mà đang có thì mình không phải là người lạc tu. Lạc tu là tu phải vui vẻ bằng phương tiện nào, hoàn cảnh nào. Bởi vì mình đến đây tu chứ không phải là cái đó. Quý vị hiểu ý không? Mà chính cái đó mà nó có được thì cứ hưởng gọi là lạc. Phong và ví dụ như mình đến cuộc đời này, chư Phật Bồ Tát là do nguyện mà tới, còn chúng ta là do nghiệp nó đẩy. Phải không? Mình đâu có choice. Lùn cao mập ốm gì là nghiệp hết. Cho nên bây giờ mình tới đây rồi, cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày này, phải ăn nè, phải ngủ nè, phải đi làm nè, phải giao tiếp nè. Nhưng mà nếu chúng ta không biết được cái đó, nó là một cái chuyện của cuộc sống, mà chúng ta cứ buồn phiền chấp trước hoài, thì chúng ta không phải là người biết sống. Còn người biết sống là đây là những gì cuộc sống nó đang diễn bày, và chúng ta phải làm điều đó. Ví dụ như muốn có tiền sống phải đi làm, mà đi làm là phải gặp cái rắc rối của việc đi làm. Có nhiều khi mình vô trong hãng, mình gặp những người, người ta luôn luôn gây cho mình những cái phiền phức. Thôi thì bây giờ mình quán câu nữa là gì? Vô đây kiếm tiền, không phải kiếm chuyện. Thì bây giờ nếu mà gì kiếm tiền mà thôi, ai người ta lỡ, người ta chưa chánh niệm đủ, ta kiếm chuyện thì thôi. Mình cứ chú tâm của chuyện kiếm tiền xong thì làm việc nhưng vẫn có an lạc. Tu cũng vậy. Có nhiều khi mình đi tu, hỏi đi đâu đó, tôi đi tu. Nhưng hỏi sao dẫn đi về, không có chỗ ngồi. Ăn không đủ nó cũng chết. Vậy thì cuối cùng là mình đi ăn hay đi kiếm chỗ. Nhớ như vậy, nhớ như vậy thì những cái gì nó dạt ra thì cái đó là lạc tu đó. Lạc tu đó, mà cũng là trường tu đó, là bởi vì không phải tu trong chùa, không phải tu với người dễ thương, mà đôi lúc phải tu với người không dễ thương. Không phải tu với thuận duyên, mà đôi lúc phải tu với nghịch, nghịch cảnh, nghịch duyên. Cái thuận thì có gì đâu nói, đúng không? Cho nên nghịch cảnh là duyên tu. Cái nghịch chừng nào thì chính cái đó là cái duyên để cho mình tu chừng đó. Ví dụ như lúc nào mình muốn, mình vừa cái đói bụng là đã có ăn. Đôi lúc mình chưa có bao giờ mình cảm nhận là mình biết trân quý món ăn, tại vì chưa bao giờ đói rã ruột mà được ăn. Có khi nào mình đói thật là đói mà lúc đó không có gì ăn, tự nhiên kiếm được một miếng ăn thì lúc đó mình thấy quý. Hoặc là lúc nhiều lúc mình ho cả tháng trời không hết bệnh, không hết ho, vậy mà được một viên nước ho nào nó giảm, cái tự nhiên mình thấy bây giờ mình mới biết là lúc không ho mới hạnh phúc,
lúc thông kho mới bước. Cho nên ngay cái lúc đó là lạc tu đó. Có được một chút gì trong cái khi cuộc sống này là lạc tu. Cho nên tu là trường tu, lạc tu, vô gián tu. Vô gián tu là tu sao? Tu không có dừng nghỉ. Thưa đại chúng, địa ngục có địa ngục gì? Địa ngục vô gián. Nghĩa là tiếng Hán, tiếng Phạn gọi là địa ngục A Tỳ. Tiếng Phạn đọc là A Tỳ, Trung Hoa dịch là vô gián. Vì sao gọi là vô gián? Bởi vì không ngừng cái khổ. Vậy thì tại sao khổ cũng có vô gián mà tu vui học được vô gián? Cho nên nếu mình tu trường kỳ, tu miên mật, tu có niềm vui thì vô gián tu. Còn nếu không thì ngược lại nó cũng có cái gọi là vô gián khổ đau địa ngục. Quý vị hiểu được chưa? Vì vậy cho nên đó, tu nó có ba thứ này. Trường tu, lạc tu, vô gián tu. Và chúng ta thường nói là tu học. Như vậy muốn tu thì mình phải học. Rồi không, khi mình học thì mình học, để học làm, học để làm gì? Học để tu, học tu. Hay là chúng ta hay nói vậy đó. Chúng ta hay nói là Phật học hay là học Phật. Tất cả chúng ta đã là đệ tử Phật là phải có Phật học. Phật học là gì? Là giáo lý, là lời dạy của Phật. Cho nên mình nghe pháp, là mình nghe pháp đó, là mình Phật học đó. Mỗi ngày mình mở mang cái hiểu biết của mình nhờ mình nghe pháp. Chứ khi mình nghe pháp là mình đang Phật học. Rồi khi nghe pháp thấm rồi, bây giờ bắt học Phật. Học Phật là học, học làm Phật. Muốn học làm Phật trước hết phải có Phật học. Cho nên Phật học cũng được, học Phật cũng được. Hai cái ý khác. Phật học là chúng ta học giáo lý. Cho nên mỗi một cái khóa tu, người ta chia ra những cái thời khóa. Chút xíu nữa theo mà được biết là đại chúng sẽ dùng trưa. Vì chúng ta không đủ chỗ, cho nên nếu mà mình cũng chẳng tản mạng được đi đâu. Cho nên thôi thì cứ ngồi tại chỗ, rồi ban hành đường sẽ mang thức ăn đến cho mình. Rồi quý thầy, quý sư cô sẽ cùng chúng ta đọc quán nguyện, năm lời quán nguyện trước khi ăn. Rồi chúng ta niệm Phật, chúng ta ăn cơm. Có thể mình ăn cơm im lặng trong vòng 15 phút. Mình ăn cơm im lặng để chi? Để mình có cơ hội mình thưởng thức những cái món ăn, hay là thưởng mình trở lại, mình biết được cái ăn của mình. Người xưa có câu á, thực bất tri kỳ vị. Thực bất tri kỳ vị là gì? Ăn mà không biết được cái hương vị của món ăn thì chưa phải là cái sự thực tập của mình. Hôm qua ở trên, ông kia ở trên tu viện Tây Thiên Canada, các em nhỏ nó được nghỉ một tuần, từ thứ hai tuần rồi cho đến cuối, hết cuối tuần này. Thì cứ mỗi năm vào cái dịp mùa xuân, như nghỉ một tuần lễ vậy đó, thì Pháp Hòa tổ chức một tuần lễ tu cho các em. Thì sẽ có một ngày dành riêng cho các em nhỏ, từ 7 tuổi tới 12 tuổi. Rồi sẽ có 3-4 ngày cho các em tuổi từ 13 trở lên. Thì năm nay các em nó tập hợp trên Tây Thiên, nó tu. Thì Pháp Hòa có những cái buổi giảng. Thì có những em nó mới, nó đến đạo tràng tu tập lần đầu tiên, nó thấy hơi lạ lạ. Tiếng Mỹ nó kêu so weird, ăn cơm không được nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói, tụi con có biết ăn phở không? Ồ, đứa nào cũng biết phở hết. Phở là PHO. PHO ngon hơn PhD. PhD là tiến sĩ luôn. Thì Pháp Hòa mới nói, thầy nói ví dụ như mình có một tô phở. Nếu mà mình ngồi mình ăn cái tô phở trong vòng 10 phút, không TV, không nhắn tin, không đọc báo, không gì hết,
với một người cũng ăn tô phở, nhưng mà lại lua lua mấy miếng xong rồi chạy đi lau nhà, quét nhà, chừng mấy 3-4 phút sau chạy lại lua lua mấy miếng. Thì giờ ăn tô phở, một người vừa ăn vừa làm đó, với người ngồi ăn 10 phút, ai ăn ngon hơn? Dĩ nhiên cái người ngồi ăn 10 phút phải ngon hơn chứ. Tại sao? Nóng nè, thơm nè, ăn liên tục ngon nè, thấy không? Mà rồi sau 10 phút, 15 phút người đó sẽ đi làm việc, cũng nhiều đó, cũng nhiều thời gian thôi. Rồi người kia sợ hết, sợ không đủ công việc, cái là vừa ăn vừa làm thì cũng nhiều đó. Mà đôi khi không có cái nào nó xong hết, làm thì nó cũng không xong, ăn thì nó cũng không trọn, thì không phải là ăn chánh niệm. Thì Pháp Hòa đưa cái ví dụ vậy đó để rồi đại chúng sẽ thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta, chánh niệm là nó cũng như vậy. Chứ dù một ngày hôm nay mình đến đây, bây giờ quý vị đã cố gắng tranh thủ thời gian lắm mới được ngồi đây mà, thì thôi bây giờ ngày hôm nay mình ở đây một ngày, mình tận hưởng cái không gian, cái không khí tu tập này, đừng để cái khác nó chi phối. Ví dụ như vừa chụp xong tấm hình với thầy là quăng lên trên cái Facebook liền nha. Quăng lên liền, cuối cùng tôi gặp được rồi. Cái mấy người kia ở tỉnh khác quăng trái tim lên, you lucky man. Trời ơi, là cái lát cái bấm cái ai comment không biết gì, thì mình cứ nhảy tới nhảy lui, mình lát cái mình ra ngoài khỏi cái phạm vi chùa Việt Nam, lát mình kéo hồn mình trở về. Mình có quyền bỏ lên mạng mà đừng quan tâm người ta comment. Tối về đọc. Vô gián tu, tu không có dừng nghỉ, mà ở đâu cũng có chuyện để mình tu hết. Tu với người dễ thương và tu với người chưa thuần. Thật sự không phải họ không dễ thương đâu, họ chưa thuần. Chữ thuần là bây giờ không có cái khác nó tạp gì. Ví dụ Phật tử mà đi chùa lâu ngày rồi đó, nhìn cái người đó nó có cái chất Phật, thì cái vị đó gọi là gì? Phật tử thuần, đúng thật. Thì chữ thuần là không có cái tạp. Thí dụ như mình nói trà này là thuần trà, không có cái thứ khác, thì trà nguyên chất. Thì cũng như thế, chúng ta tu tập mà trong cái tâm của chúng ta, chúng ta huấn được cái đó. Chờ sáng có hoàn nguyện cho đại chúng, mình huấn tu. Mà khi mà mình huấn tu rồi thì cái bước tới của mình phải tinh tấn. Con người mà có tinh tấn á, thì cái vòng khổ đau luân hồi nó ngắn lại. Thí dụ như mình xuyên đi làm thì cái sự thiếu thốn nó sẽ ngắn lại. Ở đây quý vị nào mà vô quốc tịch nước Mỹ, Canada còn nghĩ sẽ giống. Mỹ là được mấy năm mới vô quốc tịch? 5 năm. Canada 3 năm. Mình định cư ở Canada 3 năm liên tiếp là mình có thể nạp đơn xin vô quốc tịch. Nhưng mà với điều kiện trong 3 năm đó mình đừng có đi. Ví dụ mình đi Việt Nam 2 tháng thì mai mốt phải là 3 năm 2 tháng. Mình đi Việt Nam 6 tháng thì thay vì đúng 3 năm thì phải là 3 năm 6 tháng. Thì bây giờ mình không đi thì con đường vô quốc tịch rút ngắn lại. Phải vậy không? Thì cũng như thế, đại chúng cứ nhớ, mình tự cho mình cái câu này để sắp tấn mình. Càng siêng năng tinh tấn sẽ rút ngắn con đường khổ đau. Đó là cái Pháp Hòa hay nói. Pháp mình tự mình nói với mình để cho cái sự mà tu tập mình nó giỏi thôi. Thì thưa đại chúng là cái gì Pháp Hòa thực tập thì Pháp Hòa chia sẻ cho quý vị. Ví dụ mình làm sao để mình siêng lên, đừng có giải đãi, thì mình nói với mình, con người càng tinh tấn rút ngắn lại khổ đau. Mà sự thật, mình bây giờ mình đưa một cái ví dụ trong đời thôi. Mình chịu khó làm ăn, chịu khó để dành thì rút ngắn là sự thiếu thốn. Con người mình siêng năng học hỏi thì rút ngắn là sự thiếu hiểu biết. Bây giờ vô minh là triền miên à, nhưng mà nhiều khi chỉ cần một giây phút tỉnh ngộ, phải không? Cho nên người ta nói là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Cái sự đạt đạo, cái sự thông tuệ, cái sự hiểu biết có thể trong một giây phút
nhưng mà không có phải ngộ xong rồi thôi. Trọn một đời này mình tu, giây phút tỉnh ngộ là quan trọng. Mà một khi tỉnh ngộ được rồi thì tu tu trọn đời, đâu có còn lối sụp nữa. Cho nên trọn một đời tu chỉ mong một giây phút giác ngộ. Một giây phút mà được giác ngộ thì cũng sẽ tu trọn đời. Cô Ma Đăng già đó, cô yêu ngạ nên, rồi cô vô chùa cô nói với Phật là xin Phật đồng ý cho ngạ nan ra đời để cưới cô làm vợ. Phật mới nói bây giờ A Nan tu cũng khá rồi, bây giờ mà cô muốn cưới ngạ nan về làm chồng á, mà cô không khá bằng á, vợ chồng nó chênh lệch á. Phật nói that's not match. Thường thường Mỹ hay kêu là I'm looking for my match. Phật nó ráng tu đi cho nó match, cho nó tương đồng. Cô này vô chùa cũng tu, ngồi thiền tụng kinh rồi đại khái biến mất. Đến một ngày nọ cô cũng chứng ngộ rồi, cô mới lên gặp Phật. Phật nói sao, con chuẩn bị làm cô dâu chưa? Cô nói dạ thôi, bây giờ con quyết định không có xuất giá mà là xuất gia. Tại sao? Khi mà cái người ngộ đạo rồi thì tâm ái dục nó không còn, phải không? Tâm ái dục không còn thì không còn. Cho nên tại sao cái người đó mình nói trời ơi, tôi thấy tu có gì vui đâu mà bà nó bà khoái tu quá. Tại mình chưa ngộ giống cô đó, cho nên mình không thể mình tu miên mật giống cô đó được. Còn nếu mình đã đạt được cái điểm đó rồi thì mình thấy trên đời này không có gì bằng tu nữa. Tại vì sao? Tại vì tu nó mới giữ tâm mình nó bình, còn mình không tu là tâm mình nó bất bình. Để chúng để ý, ví dụ bây giờ sáng nay mình tới gặp cái bà đó, nói, chào chị, bà đi nước à, cho bắt đầu mình làm bầm dù gì nghĩa sợ. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà đó là tại mình chưa tu. Mình thấy một người bất bình thì tại sao tâm mình cũng bất bình? Ví dụ cái mình thấy chắc không bình thường, vậy bình thường chưa? Nếu người ta bất thường là mình phải thường. Mình thường là ô gặp người ta mình chào, nhưng hôm nay người ta không chào lại mình cho người ta bất thường, mà mình vẫn thường thì mới gọi là thường. Còn người ta không chào mình cái mình giận theo luôn thì mình cũng bất thường theo đó, phải không? Cho nên mình tu để làm gì? Để bình cái tâm. Cho nên người ta gặp tổ, lục tổ Huệ Năng ta bạch ngài thế nào gọi là đạo? Lục tổ Huệ Năng trả lời tâm bình thường là đạo. Tiếng Hán gọi là bình thường tâm thị đạo. Như vậy đạo nghĩa là gì? Là con đường giữ cái tâm cho nó bình. Mà giữ cái tâm bình là cái cảnh đời này nó trên lệch, nó sao động, nó đủ thứ hết, nhưng mà tâm mình bình rồi là tự nhiên thuyền, cái thuyền đời này nó bình thường. Cho nên các vị mà người ta nhận được đó, ta mới nói sao? Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi biển khổ thôi. Tại anh không biết, anh nhìn tôi thấy chờ chị sướng quá, anh sướng quá. Chứ nếu anh nhìn kỹ rồi, tôi với anh chèo trong biển khổ mà. Đã là thuyền thì trong một chung biển như vậy nữa. Nhưng mà tại vì cái người ngược gió và người xuôi gió thôi, chứ còn vẫn ở trong biển khổ. Thí dụ nói trời cái anh đâu có phước ghê được vợ cưng. Anh được vợ cưng, nhưng mà anh khổ cái khác. Sao biết? Anh không nói thôi. Nhà nào mà không có thùng rác, nhà nào giàu cỡ nào cũng có thùng rác. Có nhiều gia đình giàu thì mua thùng rác ô tô Malac stainless steel, nhưng mà tưởng sao dở ra cũng là cái bịch rác. Còn mình cũng có tiền kiếm cái thùng nhựa gì đó, để cái bao rác vô, kiếm cái nắp đậy lên, thậm chí cắt cái thùng cạc tông giá để lên cho che cái mùi, nhưng mà cũng là rác. Bây giờ mình quán lại thân này, người nào nhìn đẹp sắc diện khác nhau đó, nhưng mà ở bên trong này
tạp dơ giống nhau hết. Cái đó gọi là quán. Chiều nay mình học cái kinh đó. Và sáng nay là quảng cáo thôi. Vì Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng á, mình hay nói chữ tu, nhưng mà chữ tu là cái nghĩa gì mình hiểu làm sao? Ngồi thiền kêu tu rồi, tụng kinh kêu tu rồi, đi chùa nhiều gọi tu, đi dự thiết nhiều khóa tu kêu tu, còn về nhà cũng tu nhở. Cái tu của mình là tu trường kỳ kháng chiến. Cái tu của mình là tu vô gián vô đoạn. Cái tu của mình là lạc bất cứ hoàn cảnh nào, thế là tu thôi. Quý vị nhớ ba chữ nha: trường tu, lạc tu, vô gián tu. Chứ đâu phải là mình làm cái gì ghê gớm lắm đâu. Đó, thí dụ nãy đi ngang chị đó, mình chào chị không chào mình, ngay lúc đó là mình phải lạc tu. Mà ngay lúc đó là mình phải trường tu, tu ngoài sân á. Chứ không phải vô chánh điện mình mới tu. Và mình tu vô gián, không có ngưng đoạn. Mình làm đúng cái trường hợp bình thường của mình là bình thường tâm thị đạo nè. Bình thường tâm thị đạo là tâm mình giữ được sự bình thường là mình đạt tới cái cảnh giới của đạo. Cho nên cái chữ mà cái nghĩa đạo của chữ đạo Phật mà định nghĩa sâu sắc và nó nhiều cách lắm. Mình nghĩ ô đạo Phật là một tôn giáo, nhưng mà thật sự ra đạo Phật là nó tràn ngập khác cái không gian, cái chỗ nơi nào mình cũng giữ được cái tâm mình bình an trước mọi cảnh là đạo đó, đạo Phật đó. Mình quán chiếu. Thưa đại chúng là cái pháp đường này nè, hiện giờ mình không thấy ra, nhưng mà có bụi không? Cuộc đời nó vậy đó. Có những nhiều khi mình không thấy những miếng rác to, nhưng mà làm gì không có bụi. Cho nên thỉnh thoảng mình nói anh làm gì, tôi đang lau bụi, đâu có rác đâu, phải lượm phải hốt phải gì, bụi vẫn phải làm. Chúng ta cũng thế. Phiền não thô có thể không còn, nhưng mà phiền não vi tế thì không thể không còn. Nhiều lúc người ta lên người ta nói một câu mà nghe không có được thông tai là mình đã phiền. Cho nên ngài Thần Tú mới dạy chúng ta: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó bám bụi. Ngài Thần Tú dạy mình vậy. Cho nên mình, ngài Thần Tú dạy mình là trường tu, vô gián tu, tu thân tu tâm. Bây giờ mình muốn, khi mình nhận ra được cái đó rồi đó, mình mỗi ngày mình sống mình có an lạc, cái đó gọi là chánh đạo. Mà chánh đạo là gì? Là cái lời dạy đó có khả năng đưa mình vô hợp với cái đạo lý tự nhiên. Cho nên kinh của Phật có 6 công năng. Có một lần Pháp Hòa thưa với đại chúng, kinh Phật có 5 nghĩa. Chữ kinh có 5 nghĩa. Thằng mặt, tuyền dũng nè. Mấy vị nhớ, lúc đó có ai nhắc trong mấy cái bài giảng trước. Sáng nay mình nói thêm 6 cái năng lực của kinh. Người ta nghĩ á, ôi kinh là những cái gì mà Phật ghi chép lời Phật. Nhưng mà tại sao mình phải tụng kinh? Có nhiều vị sẽ nói ôi mình tụng kinh mà không hiểu mình tụng chi, tụng như con mẹ tụng làm gì, Phật đâu có nghe đâu, ngồi đó mà trả bài cho Phật, vân vân. Nhưng mà thật sự khi mình tụng kinh đó, trước hết là mình tiếp nhận được một cái nghĩa sâu của kinh, đó là chánh đạo. Năng lực của kinh là có khả năng đưa mình chỉ ý chí sâu xa, cho mình một cái sống, một cái lối sống hợp với cái thiên nhiên của
của cuộc đời. Phong vào ví dụ này, có thân thì phải có già, có thân phải có bệnh, có thân phải có chết, có sống phải có chết. Đó, nó ngộ lắm. Thí dụ như tóc mình đó, hồi trẻ đen, tới hồi già cái nó bạc. Rồi có những cái á, nó đen thùi, phải làm cho nó trắng. Ví dụ như da đen, da mình ngâm ngâm có đánh phấn mình cho nó trắng không? Rồi ví dụ như là cái da mình lúc còn trẻ nó căng thẳng, tới hồi càng về già bắt đầu nó càng nhăn. Đó là cái chuyện thiên nhiên của cuộc đời này, của con người. Nhận ra được cái đó là mình nhận ra được chánh đạo. Mình không có cần phải làm gì ghê gớm. Và nhờ mình đọc kinh đó, nhờ mình đọc kinh cho nên Phật nói nè, con người có năm thứ. Một, tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Hai rồi phải không? Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những người thân của tôi, thế nào tôi cũng buông bỏ ra đi, tôi không thể nào sống mãi với họ. Thứ năm là gì? Không có cái gì có thể mang theo được với tôi ngoài tội với phước. Năm điều quan chiêu. Thì khi mình nhận ra cái đó được, nhờ đọc kinh cho nên mới đọc được năm điều quán tưởng của Phật. Nhờ đọc kinh cho nên Phật mới chỉ cho mình được cái chánh đạo đó mình sống. Ví dụ như mình tưởng cái thân này thật, mình có cái nhìn về cái thân nó hơi sai lệch chút là thân này thật. Nhiều Phật nói cho mình nghe thân này giả. Hỏi giả là sao? Tại vì các thứ nó ráp vô. Thí dụ như nó ráp hai mắt, miệng nó ráp vô nguyên thân vậy, rồi còn mình còn đem thứ khác mình trang điểm lên cái ráp đó. Thí dụ như tóc là phải kẹp, phải uống, phải sấy, rồi mắt phải vẽ, môi phải vẽ, làm cho khác khác lên chút. Cho nên vừa rồi con cái hình nó vui lắm. Để con còn mèo, nó cầm cái hình thôi, nó nói mới cho bà bạn mượn 100.000 đi sửa sắc đẹp, mà bây giờ không biết nhìn bà làm sao để đòi. Vui hiểu câu nói đó không? Tại vì cho sửa sắc đẹp, sửa lạ hết trơn, giờ không biết bà là ai để đòi. Mới cho bà bạn mượn 100.000 sửa sắc đẹp, mà giờ không nhìn ra bà là ai để đòi trợ. Cho nên á, khi mình đọc kinh á, giờ sáng quý vị tụng kinh Phước Đức, thiên và nhân thao thức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Thì Phật mới nói cho mình nghe, có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Cho nên nhờ mình đọc kinh cho nên mình thấy được cái con đường, từ cái sống đơn giản trong đời cho đến những cái gọi là bề trái của cuộc đời. Chánh đạo, năng lực thứ nhất. Năng lực thứ hai của kinh là thiện quyền. Chữ thiện là khéo, chữ quyền á, nghĩa là tạm thời. Hay nói cách khác là có những cái tùy căn cơ, khéo léo tạm thời không cố định. Phong vào ví dụ như cái người đó, người ta cầm cái hình Phật lên, nói thầy ơi con mới thỉnh tượng Phật, xin thầy chú nguyện. Ta nói theo tiếng thế gian là khai quang điểm nhãn, nhưng mà thật sự thưa đại chúng là mình Phật tử không xài chữ này. Phật phải khai quang cho mình, Phật phải điểm nhãn cho mình. Mình sao đủ khả năng mà khai quang cho Phật, điểm nhãn cho Phật? Chú nguyện thôi, nghĩa là xin thầy hãy gửi cho con vô bức hình này một cái năng lượng từ bi, cái sự gia lực của thầy
Thì bây giờ Thiện Quyền nè, thầy cầm cái hình lên, rồi thầy cầm cái nhang, cái bông ly nước gì đó, thầy vẽ vòng vòng, mình biết ổng vẽ mấy vòng, nhưng mà ổng vẽ nào linh đó, thấy ổng vẽ rồi thấy ổng này thấy á, mà nếu mà ổng nào mà ổng dày một chút lên xuống thì chặt dữ dội á, Thiện Quyền. Mà nếu như mà thầy nói chân lý á, nói gì đâu, đem về thờ là được rồi. Mình cảm thấy hình Phật này chưa có làm gì hết trơn. Ông đi qua bà đi lại nhiều quá, không ai làm gì hết trơn, tượng này biết có linh không? Chỉ cần thầy cầm cái nhang lên, thầy phúng mấy cái vô, Phật ở động rồi. Khiêm Phật vậy. Cái đó là phương tiện, đó là thiện, thiện quyền. Quý vị mấy biết không, khóa tu mấy đứa nít đó, tốn hơn khóa tu người lớn. Phải ăn ngon lắm mới đi tu. Mình á, ba cái cùi cải kho mình cũng khoái, nó đâu có ăn được mấy cái đó. Trời ơi, mỗi lần khóa tu là phải làm một cái danh sách thức ăn. Nó ăn một ngày 6 cử. Bởi vì nó chơi đó, nó nói liền là, mà nhất là những đứa nào mà nó ít ăn chay là cái ruột của nó đói liền liền à. Con đứa nó cũng nói thiệt, khóa tu nào nó cũng đi. Ông bà nói, wow, thầy so happy to see you back. Yeah, I know, because I like your food. Nhưng mà quý vị thấy mình đã không cho nó ăn, nó đâu đi. Mà nó thực hiện đúng cái câu của mình thường nói luôn, có thực mới dựng được đạo. Mà thật sự ra nấu cho nó cũng dễ hơn nấu cho người lớn. Mấy đứa nấu rất là, nó ăn phải ngon, nhưng mà nó thích là nó ăn. Còn người mình á, cày muốn chết, mặn muốn chết, nhất không có món nào mà không có vấn đề hết trơn. Thật ra nhiều khi người lớn mình á, mình ít có đơn giản cho mấy đứa nhỏ. Nó thích thì nó ăn, không khen chê gì hết. Cái đứa nó giống người Mỹ thôi, họ ăn cái món đó họ thích là họ tới cái chỗ, cái nhà hàng họ ăn hoài một món đó mà họ không judge. Không thích thì là không ăn. Còn mình không thích phải nói, nói cho thế giới này biết luôn. Nói cho bà con cho như đủ nha. Cho mình tu hoài, tu cũng xong rồi. Chữ quyền là tạm, nhưng mà trong cái tạm nó có cái khéo. Thưa đại chúng, ví dụ như mình tụng kinh đó. Thì mình tụng kinh là tại vì âm ba của mình nó đa dạng quá đi, cho nên phải có cái chuông, cái mỏ. Vậy thì cái chuông, cái mỏ chỉ là thiện quyền thôi. Cái chuông mỏ là một phương tiện để dẫn chúng tụng cho nó đều với nhau. Có nhiều anh đó, ảnh thuộc các bạn đi lên 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 à, bỏ mỏ luôn. Để là cái mỏ ảnh nó hơn cái mỏ kia. Mỏ ảnh hơn mỏ gỗ. Cho nên cái thiện quyền của chuông mỏ là để làm gì? Để dẫn chúng. Để dẫn chúng. Ví dụ như mình niệm à, Nam Mô Bổn Sư. Đại chúng muốn tụng kinh hay không? Chỉ cho cái thuật phát âm đúng chữ là ra âm à. Thí dụ nè, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư. Mình tụng kinh muốn hay là tụng đúng chữ vậy đó. Cho nên tụng theo kiểu người miền Nam là tụng vậy. Lư hương xả nhiệt
mong mà huân chư Phật. Phát đúng chữ đó là ra. Mình không cần phải luyện gì hết á, mình không cần phải luyện, nhưng mà mình tụng á, mình phải để ý ông chủ lễ, ông bắt cao bắt thấp để mình hội vô. Chính lý do đó mà bốn chữ đầu mình không có tụng, mình để chủ lễ bắt. Thí dụ như chủ lễ nói chí tâm đành lễ, chữ thứ năm mình mới vô, nam mô tần đại chúng, cả đại chúng tụng từ chữ thứ năm, ổng mới có chí mình nhào vô mình bắt, không biết chí được chí mé, mình không biết chí gì mà cứ nhào vô bắt. Mình phải để ông bốn chữ để mình mới nhận được cái tông của ổng. Cái lý do mà bốn chữ đầu mà chủ lễ tụng là để mình nhận cái tông. Thí dụ như ông ấy nói dương chi tình thủy, mình mới vô cái chữ biến, phải không? Cho nên á, mình cái lý do mà bốn chữ đó là thứ nhất là để cho cái người mỏ người ta bắt nhịp, tại vì mỏ như đàn mà ổng hát xong rồi giờ mình mới dạo đàn mình đi theo ổng. Ông tụng nhanh, tụng chậm, tụng cao, tụng thấp, mình mới vô nhịp được. Thì cái mà chúng ta tụng chuông mỏ đó là thiền quyền. Mà chúng ta tụng kinh đó, âm điệu như thế nào mà làm cho cái người nghe người ta phát tâm, người ta muốn nghe kinh tiếp, là mình được. Tụng sao nó cho tôi nghe tụng, tôi muốn nghỉ tu gì vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói cái đó là về cái hình tướng thôi, chứ thật sự trong kinh Phật, những lời Phật dạy nó có cái thiện quyền ở trong đó. Pháp Hòa ví dụ như này. Trong kinh Dược Sư nói, người nào bệnh lấy bài chú Dược Sư ra tụng 108 lần vô đi nước, đó là thiện quyền. Tại vì chú Dược Sư nè, bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả ta một yết đế tóa an, thuốc, thuốc, thuốc này có công năng chữa bệnh, thuốc này có công năng giải bệnh. Mình đọc, mình không hiểu, nhưng mà biết câu này chú, thần chú. Rồi khi mình lấy đi nước, mình để, mình đem tâm mình trì vô đó, thì cái tâm của mình nó không còn nghĩ tới bệnh nữa. Chứ còn mình mà rảnh là ngồi thấy bệnh nè, bây giờ mà không có cho mình nghĩ cái đó nữa, mình bị bình thường là rảnh là ngồi nghỉ, bắt đầu đưa cái năng lực vô, cái tâm mình thu nhiếp vô trong bài thần chú đó, là nó giảm đau. Và khi mình trì cái chú đó, nhưng mà nó cũng phối hợp với cái phước của mình nè, nhớ không? Chữa bệnh là ngoài thuốc ra nhờ phước. Cho nên phước phải tạo. Để chi biết không? Để làm gì cũng bóc nó vô. Không có phước không làm được. Cho nên hàng ngày mình phải tạo phước. Phước như một cái, phước như là một cái bình nước lọc vậy đó. Nấu canh cũng cần nó, nấu cơm cũng cần nước, nấu trà cũng cần nó, làm món gì cũng phải có miếng nước vô. Dạ cảm ơn, hết giờ rồi. Tức là mình đại chúng để ý á, mình muốn dạy con cũng phải có phước mới dạy. Mình muốn cảm hóa người thân mình không có phước không làm được. Cho nên tiền có thể thiếu, phước không thể thiếu. Mà muốn có phước đâu có cần có tiền mới có phước. Cái lời nói của mình nhẹ nhàng thôi, phước. Hằng
hằng ngày á, cái lời nói của mình nhẹ nhàng với người khác, mình tạo cái phước đó. Cho nên á, khi mình nói cho người khác, người ta nghe nó dễ chịu, mình và cảm hóa người khác được. Cho nên phước mình tạo từ cái miệng mình được, từ cái nghĩ của mình được, từ hành động của mình được. Phước không, mình có tiền bố thí, đó là một cái phần phước ở mặt vật chất, nhưng không phải phước chỉ có thể tạo ở mặt tiền bạc, mà phước có thể tạo bất cứ giây phút nào trong cuộc sống của ta. Ví dụ mình thấy cái em đó, nó đi chùa nó không có hiểu gì chứ, nó có những cái thái độ hơi thô, đừng có ghét nó. Nó là cái đứa mới tới mà, tại sao mình lại phải khó dễ với nó vậy? Mình phải cảm, mình phải thương. Ồ, đứa nhỏ này mình nhận nè, nó rất là dễ thương, nó rất là chân thật, nhưng mà chưa có hiểu được cái lễ nghĩa đó. Từ từ mình cảm hóa, suy nghĩ được vậy là phước của cái suy nghĩ. Rồi nhẹ nhàng hướng dẫn đứa cháu đó. Có nhiều khi ta lại ta chụp hình với thầy, thì thí dụ mình thật ra ta để tay sao? Có đôi khi chụp hình với thầy mà phát hóa tay lên, tội chết mày. Trời ơi, thôi nó làm tắm xong đi luôn, đâu có cần. Chưa chọn quá nó ôm là mừng rồi. Không có sao hết. Thật sự mình không, đừng có nên cắt gẫm cái chuyện đó để mình làm mất đi một cơ hội độ một cái người khác. Thế chúng mà tìm một người hướng tâm lành khó lắm à. Mà muốn họ thối lòng không? Dễ lắm. Một lời nói, một hành động của mình là họ đi luôn chứ, không bao giờ họ quay lại. Cho nên mình phải tạo phước hàng ngày. Thì Pháp Hòa hay ví dụ là phước như thùng nước lọc mình có sẵn trong nhà. Làm cái gì cũng cần nó hết, không có nó làm được. Con người mình nhịn ăn được mà không thể nhịn uống, nước mình cần nhiều hơn ăn mà. Thì trong cuộc sống chúng ta phước cần có, vật chất mình có thể thiếu nhưng phước không thể thiếu. Giống như có một hòa thượng dạy, con người cái gì cũng có thể không thể có, nhưng không thể có lòng từ bi. Mà lòng từ bi không cần phải đi mua đi sắm gì cả, biết nhìn tất cả mọi người bằng cái tâm, cái lòng hiểu biết là tình thương nó có mặt. Cho nên kinh Phật á, nó có một công năng thứ hai là thiện quyền, là mượn cái phương tiện đó để đưa người ta. Có vài ví dụ như đưa đại chúng là cầu an, có an không? Mà sao năm nào cũng ghi danh cầu vậy? Cầu siêu, có siêu không? Không biết. Nhưng mà tâm lý tôi năm nay là năm hợi phải không? À, tỵ dậu sửu, tam tai, đi chùa cũng cầu an cũng sao, ví dụ phương tiện thôi. Treo ông Phật trong xe đâu có nghĩa là ông phù hộ không bị accident. Đâu phải Phật phù hộ để coi cảnh sát đậu đâu, Phật lắc lắc cảnh sát chụp hình không được. Mình cứ over speed thoải mái, có Phật trong xe. Có nhiều cái xe đụng tan nát hết trơn, chạy lại nhìn trời Phật treo đầy trong. Rồi quý vị có nghe cái bài qua nói Phật có trong xe không? Cho nên á, thiện quyền là những cái phương tiện, những cái gì mà quý vị thấy trong chùa, trong kinh. Nghĩa thứ ba của kinh, cái năng lực thứ ba của kinh là chí giáo. Đã có thiện quyền nhưng mà lại có chí giáo. Chí giáo là gì? Giải giải tận nơi tận chốn cho mình, nói cái rốt ráo, nói hết lòng trong đó. Có những bậc tổ các ngài viết những cái bài văn chí giáo trong đó. Ví dụ như tổ Quy Sơn, trong cái bài văn cảnh sách của ngài, ngài mở đầu: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nãy tứ đại phò trì, thường tương vi bội.
sống ở cõi đời này, ta có mặt ở cõi đời này là do nghiệp lực, phù nghiệp hệ thọ thân. Cái nghiệp lực nó trói buộc mình, cho nên mình mới có được thân này. Vị miễn hình lụy, đã có thân này rồi thì không thể nào miễn được cái khổ lụy của hình hài, phải không? Có xương là phải có đau xương, có đầu phải có đau đầu, có răng phải có đau răng, có lỗ tai phải có đau tai, có mũi phải đau mũi. Có cái gì là cái lụy của cái đó? Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, không thể nào miễn được cái lụy của mình. Bẩm phụ mẫu chi di thể, mình nương vô tinh cha huyết mẹ mà có thân này. Tuy chúng ta được bốn đại đất nước gió lửa nó phò trì mình, nhưng mà nó cũng thường tương vi vội, nó cũng thường hay phản bội mình lắm. Sáng nay định đi chùa là một thứ nó bội rồi, sao lạnh quá, là con rắn lửa nó vắng mặt, con rắn nước nó chiếm, bắt đầu phát lạnh. Lên một cơn sốt là con rắn nước nó thua, con rắn lửa nó tới. Trong người mình có bốn con rắn: rắn lửa, rắn nước, rắn đất, rắn gió. Thì tổ mới nói, rồi tổ nói một đoạn nữa: một sáng nào nằm bệnh trên giường, các khổ nó vây mình ở bức bách. Hiểu được chỗ đó, tâm lý mình hồi hoài, hối hận, đường trước mịt mờ, tiền lộ mang mang, không biết đi đâu, vị trí hà mạn. Bây giờ hối hận muộn màng rồi, đến lúc khát nước mới chịu đào giếng thì làm sao kịp. Lâm khát quật tỉnh hề biết. Ok, lời nói đó chi giác, nói rõ nó thật cho mình nghe. Đây, ngồi xuất gia mình đây, xa cha xa mẹ xa làng xa xóm, gọi là thế pháp bẩm sư, cạo đầu đi theo thầy học đạo, miếng ly hương đạn xa rời làng xóm, phụ mẫu bất cung cam chỉ, không dâng món ngon vật lạ cho cha mẹ. Lục thân quý vị khi ly, tức là lục thân quý thuộc mình sao hết, nhưng mà rốt cuộc rồi không làm được cái hạnh của người thuộc. Bỏ cha mẹ, không thờ phụng, không chăm sóc, nhưng mà rồi đi theo thầy học đạo chỉ vì một việc thôi, đó là khắc phục cái khó khăn của nội tâm, hiển lộ cái đức không tranh cãi bên ngoài. Hai chuyện đó để làm thôi. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Nếu mình là bỏ hết tất cả như vậy thì tại sao vào chùa không làm được cái việc đó? Chi giáo. Ngài nói xong rồi, Ngài sợ mình đó, giận Ngài đó. Ngài thêm câu: tôi hận tôi sanh vào cái thời mạt pháp, tự hận đồng sở hận đồng sanh tưởng quyết, sanh vào cái thời tưởng pháp, khứ thấm thời gian, xa Phật xa Thánh quá. Nhưng mà tôi thấy cái tệ nạn này tôi không thể nhịn nói được, tôi phải nói, khởi khả giam ngôn, không thể nào không nói, mà phải viết những lời này để cảnh tỉnh. Khởi khả giam ngôn để tương cảnh sách, tôi phải viết những lời này đây cho đại chúng đọc mà thấu mà hiểu, vì tôi thấy cái nạn tệ tôi không đứng được. Chí giáo. Rồi có những lúc đó, Phật nói hết sức cái thế, cái khổ luyện của thế gian, nhưng mà giờ Phật nói xong rồi, đến những người mà cái người ta chưa nắm được đó, người ta còn đang thích những cái cuộc sống, người ta đang sống trong cuộc sống hàng ngày, Phật cũng nói những cái cuộc sống này. Ví dụ như giờ hai người đó ta còn sống cuộc đời sống vợ chồng, Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều, thầy đối với trò có 5 việc, trò đối với thầy có 5 việc, người làm đối với chủ, chủ đối với người làm,
cái kinh đó đó. Cái kinh đó Phật nói trong cái bài kinh là kinh thiện sanh. Quý vị nào muốn biết Phật dạy đời sống hàng ngày chúng ta từ thầy, trò, vợ, chồng, anh, em, bạn bè, vân vân, Phật chỉ cho mình cái cách sống, đối xử với nhau đó. Đọc cái kinh đó. Rồi Phật nói cờ bạc có 6 cái hại, rượu chè có 36 loại. Mình những cái lời Phật nói như vậy đó, mà mình đọc vô trong kinh rồi mình thấy thương Phật. Có những cái Phật nói tận cùng. Có một hôm Phật mà đọc cái bài kinh ngắn, Phật nói người nữ có 5 điều khổ, thấy tội. Trong đó có giờ mình phải làm vợ người ta, phải sanh nở này, rồi phải bi lụy. Đa số là những cái tình cảm mà thương con nó dễ ở trong người nữ nhiều. Thì Phật nói người nữ có những cái khổ. Phật chỉ nói cho mình nghe để mình hiểu. Hiểu để làm gì? Hiểu để chúng ta ứng xử. Và nếu mình là người nữ nhận ra cái đó thì mình biết rằng không có trách nữa. Tại mình mang cái thân nữ, mình phải chịu cái điều đó. Mà khi mình hiểu được cái điều đó, mình sống được cái đó rồi á, thì tức khắc mình có an lạc. Chi vậy? Vậy thì mình tụng kinh á, không có phải là vô nghĩa, không có phải là không có phải là vô ích, mà chúng ta phải nhận ra được những năng lực trong kinh dạy cho chúng ta. Trong đó có chánh đạo, thiện quyền, chí giáo, rồi bây giờ là dụ đạo. Dụ đạo là những người khó bảo, khó chữa, khó dạy. Dụ, ví dụ như quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa đó, phẩm thứ ba đó, phẩm thí dụ đó, một đám con ở trong cái nhà lửa, mà bây giờ người cha thấy lửa nhà cháy kêu nó ra nó không ra. Phật mới dụ, Phật nói các con ra khỏi nhà này đi, ta có nhiều thứ đồ chơi. Các con nghe có đồ chơi, các con chạy ra. Khi mà họ ra khỏi căn nhà đó mà nó sụp xuống, nó đổ, nó cháy. Hồi nãy Phật nói ta có nhiều thứ cho. Cuối cùng Phật không cho các món đồ chơi ở Dollar Store. Phật dẫn nó vô Toy R Us. Thì tại sao? Thì Phật nói rằng á, có những chúng sanh người ta chưa tới cái đó, mình phải hướng dẫn, mình phải dụ đạo. Dụ đạo nghĩa là mình đưa những cái ví dụ dẫn dắt họ ra khỏi cái chỗ. Mình á, giống như gã cùng tử, không dám nhận mình là con nhà giàu, nhớ không? Rồi cuối cùng á, Phật thấy nó thích hốt phân, Phật giả làm người hốt phân đi tới đó. Người ở đây làm với ta, hãy xem ta như cha và ta sẽ nhận ngươi như là con. Gã cùng tử dẫn dẫn ông đó là cha và gọi xưng là con, nhưng gã chỗ của gã ở vẫn là chỗ cũ. Rồi cuối cùng ông trưởng giả tập hợp lại, tôi nay sắp chết, tôi phải nói chuyện thật cho đại chúng nghe. Đứa nhỏ này là con tôi, nó đi lạc. Bao nhiêu năm nay tôi tìm được nó, bây giờ tôi tuyên bố tôi giao hết gia tài lại cho mình đấy. Thừa hưởng một gia tài quá lớn của Phật. Gia tài đó là trí tuệ, học hoài không hết, nghe hoài không chán, càng học càng mở ra, càng học càng mở, nghe pháp rồi càng những cái gút mắt của mình nó giải ra. Xưa nay mình chấp trước, mình ôm ấp, giờ nghe được mở ra. Nhờ cái gì? Nhờ những cái điều mà Đức Phật dụ. Thí dụ như Đức Phật nói tất cả các cái pháp mà nó do những cái thứ khác nó gom lại, thì như cái bông này, bông này là do đất nè, do nước nè, mặt trời, nắng này. Đây là hữu vi, đây là pháp hữu vi. Cái này là mây rừng, này là hồng, này đào, này do ta cắt mọi thứ chút chút ta ráp vô để làm một bình hoa, thì cái bình hoa này là một pháp hữu vi.
pháp có người, một cái thứ mà người ta có bàn tay người ta đóng góp cho mình, thì cái gì mà do mình tạo ra nó, cái đó gọi là hữu vi. Mà đã là hữu vi thì như mộng huyễn, mộng là như giấc mộng, huyễn là giả, bào là bọt, điện là sẹt điện, ảnh là những cái bóng. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, như là bọt, như là một cái sẹt chớp trên trời. Thì Phật nói cho mình nghe cái đó để mình nhận ra được rằng cái gì nó có mặt chỉ là tạm, cái đó gọi là dụ là. Mà Đức Phật nói, dù quý vị đọc kinh Phẩm Phổ Môn nè, ai mà nóng giận thường xuyên niệm Quan Âm hết giận, nhớ không? Người nào đang trôi dạt trong cái dòng nước cuốn, niệm Quan Âm được tấp vô chỗ cạn. Nước cuốn là gì? Là những cái dục nó lôi mình. Lửa là sân, giờ nước là si mê. Đi tìm châu báu mà gặp la sát, quỷ dữ, niệm Quan Âm cái thì tấp vô bờ rồi đó. Rồi đứng ở trên chốc núi bị người ta xô té, niệm Quan Âm cái lơ lửng như mặt trời. Đâu bữa nào mình lên núi mình nhào xuống mình niệm thử. Cái đó đều là dụ đạo. Trong cuộc đời này, người ta có thể xô ngã mình bằng một lời nói. Có nhiều khi đang ngồi ăn cơm với nhau, một lời nói mà tức giận lên thôi, nguyên mâm cơm xuống đất hết đó. Có phải là đứng chấm núi tu di bị người ta xô ngã? Bây giờ niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhật treo không, tôi thấy được các pháp, tôi nhận ra được tôi, tôi cũng nhận ra được tôi và tôi thấy được các pháp, cho nên anh không có luôn làm gì được tôi hết. Thì có phải là như mặt trời treo giữa không gian, ai làm gì được mình? Cái thứ tâm là phước đức, năng lực của kinh. Có nhiều khi mình tụng kinh đó mình không hiểu, phải không? Nhưng mà mình vẫn tụng. Tại vì khi mình tụng nè, thân mình ngồi yên là thân tịnh, miệng mình đọc lời lành là khẩu tịnh, ý mình duyên với kinh là ý tịnh. Không hiểu gì hết á, nhưng mà ngay cái giây phút tụng kinh là tạo phước, không tạo nghiệp. Vậy là lại sắp hối hết tội. Quan niệm của mình là lại sắp hết tội, cho nên tháng nào cũng lại hai ngày. Nam mô Phổ Quang Phật, lại xuống. Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đa La Ma Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Tụng vậy, cái tụng vậy, mình nghĩ tụng vậy xong là mình hết tội. Nhưng mà mình biết rằng á, mỗi một danh hiệu Phật là một pháp tu. Nhưng mà giờ mình tụng vậy đó, đọc danh Phật phương, rồi nhờ trong kinh chỉ dẫn cho mình, nhiều khi mình hiểu cái sự không mà mình chưa hiểu cái lý, nhưng mà nhờ sự cũng có phước à. Ví dụ như trong kinh Địa Tạng nè, người nào có người thân mất, tụng kinh 49 ngày làm phước cho người đó. Trong 7 phần công đức, người chết hưởng 1 phần, người sống hưởng 6 phần. Đúng không? Đúng quá chứ gì nữa. Ví dụ như đây có bà nói sự nha, bữa nay dỗ má nấu 10 món để bàn thờ mời má, hôm nay dỗ má chúng con nhớ tưởng tới má, làm mâm cơm để mà cúng và xin mời má về đây chứng minh. Má ngồi nhìn vậy thôi, lát xuống mình chứng hết. Nếu mà nói sự là người chết tưởng con phần gì đó, làm phần là nhờ họ mình mới được hưởng này, họ 6 phần của mình. Còn nếu nói về tụng kinh đi, hay là nghe pháp đó, có phải vì người chết mình lên chùa cúng thất không? Rồi lên cúng thất xong mình được đọc kinh, mình nghe pháp, hiểu ra
có phải người chết một thôi mà mình nhận ở đây tới 90% còn lại. Không phải vì người chết đời nào mình quỳ cho ông thầy tụng đau gối cũng chết mà cũng tụng một tiếng cũng quỳ đó mà nghe cái bon cái lạ vì cái lễ bình thường kêu quỳ đau lắm, nhưng bây giờ gia đình có người chết đi chùa mời thầy lên ổng tụng 2 tiếng cũng phải quỳ, 2 tiếng tụng, 3 tiếng quỳ, 3 tiếng. Mà đôi khi bình thường ổng nói đạo lý mình đâu có nghe, nhưng mà bữa nay bị nghe, nghe xong khó chí có ly. Ví dụ ngồi đó tụng xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu chánh tà do tâm. Một khi quả ác gieo nhân, một khi quả kia phải trổ, chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toán liệu sao rồi làm sợ. Xin đừng ngại chút công lao, nhắm chừng bờ giác tìm vào tận nơi. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình chớ ngoài đâu xa. Đơn giản thôi. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, Vương Khải với Thạch Sùng công danh phú quý cũng chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chánh. Bình thường mình đâu có nghe, mình đâu có thấm, nhưng hôm nay quỳ đó chắp tay nghe ông tụng. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng công danh phú quý cũng chung một thời. Đúng. Cho nên nghe được như vậy rồi đó, bây giờ bắt đầu thôi. Bớt nóng, bớt chấp, bớt phiền. Cho nên đó, cái năng lực của kinh giúp cho mình tạo phúc. Ví dụ như đó, mình thấy quyển kinh nó có ai dám phỉ báng quyển kinh nếu là Phật tử. Thấy quyển kinh là kính trọng, không có lấy miệng thổi bụi nha. Thí dụ lỡ thấy mình thấy quen thôi, thấy bụi trên cái lấy tay lau, lấy giấy chùi, không lấy miệng thổi. Đang cầm quyển kinh gặp thầy đi tới, ôm quyển kinh vô lòng, chào thầy, chào bác. Mình có 2 thói quen. Một, gặp cái người đó mừng quá kẹp cuốn kinh vô lắm. Còn không là cầm nguyên quyển kinh xá. Nhưng mà khi mình tập, mình thấy quyển kinh đó, mình muốn xá ai á, mình ôm quyển kinh vô, mình cúi đầu thôi. Hoặc là thậm chí mình đang cầm một đôi dép, cầm một cái dao, đang sắc cà rốt, thấy vị đó vô, cái lỡ tay cầm nguyên cái dao xá. Nếu lỡ trường hợp tay mình không buông được cái món đó, cúi đầu thôi. Thí dụ như mình thấy Pháp Hòa hay nhắc khi mình tụng kinh đó, mình phải lấy cái tay mình lập cái trang sẵn. Khi mình sắp hết trang là mình dò cái trang để sẵn. Đừng có tụng tới hết rồi cái người ta lật, cái lật không kịp. Trời ơi, riết cái cuốn kinh đó nó nhiều vitamin lắm. Mình tụng kinh là mình lấy 2 cái ngón tay mình lật sẵn vậy nè, mình thấy sắp hết trang là mình lật sẵn vậy nè, đã cầm sẵn vậy nè, thì vừa hết cái chỗ đó mình lật qua liền. Còn cái này mình đợi tới hết rồi bắt đầu lật không kịp, lật không được với người ta vì nó dính nó bằng gấp nữa, bắt đầu le lưỡi liếm 2 ngón, riết cái cuốn kinh nó dơ, không có đủ sự cung kính đối với pháp bảo. Người Hoa đó, trước khi ta mở kinh, ta đưa cuốn kinh lên đầu một cái sáng. Trước khi mà ta cất quyển kinh, ta cầm quyển kinh, ta để lên đầu. Đạo Thiên Chúa ta còn hôn thánh kinh. Cho nên Phật tử mình phải tập. Pháp bảo là chứa lời Phật, không thể khinh xuất. Trên cái nghĩa thông thường thôi, người nào khinh xuất nó nghĩa là vứt nó lung tung, mai mốt cần kiếm không ra. Còn nếu mình cất nó vô tủ đàng hoàng, mai mốt cần kiếm được liền, phải không? Cũng như thế, mình không tôn trọng lời thánh thiện thì sao chữ nghĩa thánh thiện nó vô đầu mình được? Cho mình phải có kính trọng thì lời nó mới vô đầu được.
Và cuối cùng, năng lực của kinh là cấm giới. Nghĩa là trong kinh đó có những điều dạy chúng ta không làm, không nên làm, phương tiện là chỉ dẫn cho chúng ta để chúng ta giữ được cái giới của mình. Ví dụ như Phật nói 36 lỗi của người uống rượu, nghe như vậy để mình bỏ đi uống rượu. Phật nói những cái lỗi của trộm cắp. Cho nên á, chúng ta thường nói đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ba câu đó là gom hết tất cả lời dạy của Phật trong ba câu đó. Nhưng mà làm dữ lắm. Ví dụ, làm sao để nói lên được câu không làm các việc ác nếu anh không giữ giới? Anh không giữ giới thì làm sao thể hiện được cái chuyện không làm các điều ác? Anh vẫn sát sanh, vẫn trộm cắp, vẫn tà hạnh, vẫn nói dối, vẫn uống rượu, cờ bạc thì làm sao anh tránh được ác? Cờ bạc mắc cái gì đâu mà ác? Cờ bạc mới lỗi thôi, nhưng mà từ từ sẽ dẫn anh tới tội. Khi anh thua quá rồi thì anh phải gỡ. Mà anh hết tiền bạc anh gỡ thì anh phải cấp của người ta. Cờ bạc dẫn tới ăn cắp, cờ bạc dẫn tới trộm cắp. Thậm chí nếu mình nóng tức do người thân không đưa tiền hoặc không được, có thể mình đi tới chuyện hành hung giết người. Rượu đâu có tội, nhưng mà rượu dẫn mình phạm giới dễ dàng. Khi sai rồi có thể sát sanh, có thể trộm cắp, có thể nói dối, có thể làm những việc sai lầm hơn. Cho nên cái ác đó, nhiều khi đó là cái tội, nhưng mà từ cái chúng ta không trừ những cái lỗi ngay lúc đầu. Ví dụ như mình thấy đó, con nít đó, nó hung dữ ngay từ nhỏ, mình hay quan niệm con trẻ nó nít mà mình đâu có biết rằng chính 1000 lần kể của mình đó, nó sẽ làm cho đứa con nít trở thành một đứa hung dữ cực kỳ khi nó lớn lên. Hoặc là nó làm cái gì sai, nó đi ngang cái bàn, nó đụng cái bàn ra, mình bắt đầu dạy nó, ô cái bàn này có lỗi của con để mẹ đánh cái bàn nghe, lỗi đánh cái bàn là mình đang chỉ cho nó mai mốt ai làm đau con cứ đụng nó lại đi. Bằng hình thức là mình đụng cái bàn. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy rằng đó, Phật dạy cho chúng ta đó, chí giáo có nghĩa là những cái chúng ta làm trong cuộc sống hàng ngày mà đôi khi chúng ta không thấy được cái tận cùng của nó. Thí dụ mình nói nhà mình nít để tiền bừa bãi, khi bắt đầu nó hơi có khái niệm rồi đó, nó lấy 1 đồng 2 đồng, nhưng mà tại vì lúc đó nó nhỏ, cái tiền mà đối với nó lớn nhất là 1-2 đồng, nhưng mà nó 20 tuổi rồi thì nó sẽ biết xài tới 200, thì bắt đầu nó dẫn tới nó có thể đi ăn cắp 100-200 đồng của mình dễ dàng. Cho nên đó, mình đó, lớn nhưng mà thật sự nhiều lúc đó, mình cũng phải sống như một đứa, phải luyện mình ngay từng cái chút đó để mình mới thuần thục. Cho nên các vị mà đi xuất gia không cần biết mình tới tuổi nào, nhưng mà một khi đã đi xuất gia là phải luyện mình ở trong cái khuôn đó, giống như một đứa con nít nó mới sinh. Tại bây giờ mình mới sinh trong nhà đạo, mình chưa biết cái gì về cái oai nghi, cái tắc phong, cái hạnh kiểm của người tu. Mình phải học lại như một đứa con nít từ nhỏ, từ cái ăn, cái đứng, cái nói, cái vân vân. Thì sáng hôm nay cái tu, cái điều mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là chúng ta hay đọc kinh. Không có chùa nào, không có một Phật tử nào mà ít nhất không đọc một bài kinh ngắn nhỏ. Thì Pháp Hòa muốn thưa rằng kinh có 6 năng lực hướng dẫn chúng ta. 1 là chánh đạo, 2 là thiện quyền, 3 là chí giáo, 4 là dụ đạo, 5 là phước đức, 6 là cấm giới. Khi chúng ta hiểu được cái năng lực đó rồi, chúng ta trân trọng. Và chúng ta không thấy rằng sự tụng kinh là vô ích nữa. Pháp Hòa ví dụ đi, mình tụng kinh Nhân Quả, mình đâu có hiểu sâu sắc, nhưng mà hiểu được điều là đừng có làm ác, phải làm lành. Có phải là giúp cho mình tăng cái phước không?
không? Rồi giúp cho mình giữ giới không? Không có cách. Ví dụ như ta nói đời này mình hay chê bai người khác, đời sau mình sẽ bị thấp người. Ví dụ vậy. Hoặc là mình che lấp sự hiểu biết của người khác, đời sau mình không thông minh. Nhờ vậy cho nên mình hiểu được cái điều đó, không dám làm được đó là cấm giới. Rồi mình tu được cái ngược lại là mình tạo được cái phước. Rồi mình sống thuần với lời Phật là trí giác. Và mình hiểu được cái phương tiện để độ sanh là vũ đạo. Và mình hiểu được những cái phương tiện trong cuộc đời là thiện quyền. Và đi được trên con đường chân chánh là chánh giáo. Cho nên kể từ đó mình thấy đọc kinh có năng lực tốt. Quý vị thấy mình hiểu được một cái bài thơ hay dạng đích đó không? Nó đâu hiểu đâu. Nó đâu hiểu là cái gì con cha như núi Thái Sơn đâu. Nhưng mà mình hiểu bài này hay, bài này nghĩa lắm, dạy cho nó lớn lên từ từ nó thấm. Như lúc nhỏ nó đọc lắm. Hồi nhỏ có bà đọc kinh Địa Tạng, hồi nhỏ bà mê kinh Địa Tạng lắm. Tụng kinh Địa Tạng mà gần như thuộc lòng nguyên cuốn Địa Tạng luôn. Mà có những cái mình không hiểu. Tới cái chỗ mà mình nhớ thắc mắc hoài, chỗ hồi người mình nhỏ tụng phẩm thứ 13. Lúc bấy giờ đến Thứ Tế Thôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh ngài Địa Tạng Bồ Tát và nói rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Mình không hiểu chữ không thể nghĩ bàn. Mình nói ủa sao kỳ vậy, ở mấy phẩm trước Phật khen Phật ngài Địa Tạng quá trời mà sao Phật nói ông này không có gì hết. Mình không hiểu được cái chữ không thể nghĩ bàn. Nhưng mà một hôm mình khi mình lớn lên rồi mình hiểu được cái nghĩa đó. Mình hiểu được cái nghĩa đó thì mình thấy rõ ràng. Mình khóc mình đọc thường, nhưng mà lớn lên kinh nó thâm nhập vô đầu của mình. Có nhiều lúc đó, cái câu đó mình không hiểu, đọc xong không hiểu, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày mình va chạm một cái gì tự nhiên đó, nó mở ra cái chỗ đó và mình lập tức hiểu được cái đoạn đó trong kinh. Cho nên do Pháp Hòa thấy được điều đó, mình nhận được điều đó, và Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái này trong kinh gọi là lục sự minh kinh ý. Nghĩa là ý của kinh nó có 6 điểm sáng mà Pháp Hòa tạm gọi là 6 năng lực của kinh, để cho đại chúng thấy được cái sự quan trọng. Và chúng ta không thấy rằng sự tụng kinh là vô ích nữa, mà nếu chúng ta nghiêm mật hành trì thì nhất định chúng ta sẽ hiểu. Đọc kinh không hiểu gì hết không có nghĩa là kinh không nghĩa hết, mà tại chúng ta không hiểu thôi, chưa hiểu thôi, từ từ chúng ta hiểu. Chứ nói ra mà đã truyền tới mấy ngàn năm nay thì đâu phải không có nghĩa gì, mà tại mình chưa hiểu. Thôi mong đại chúng vui khỏe, rồi chúng ta sẽ đi vào cái chương trình kế tiếp. Rồi đại chúng biết chương trình hết rồi ha. Dạ. Rồi cứ trước 15 phút là sẽ có chuông. Rồi ngày hôm nay Pháp Hòa được biết là hôm nay và ngày mai thời tiết tốt lắm, thì mong đại chúng sẽ có được 2 ngày an lạc ở Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức xả chân, duỗi chân ra, xoa bóp chút xíu ra đến nhiều.